áp về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay áp về danh. Hello everyone, welcome back. Xin chào tất cả các em, chào mừng các em đã quay trở lại với khóa học của Vietjack. Ở video lần này thì cô sẽ cùng chúng ta tiếp tục với bài số 4 của tên lớp 6 với chủ đề là Khu phố của tôi, My Neighborhood. Và trước khi đến phần Getting Started thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem là ở bài số 4 chúng ta sẽ học những kiến thức gì nhé. Đầu tiên, this unit includes là cái bài này thì bao gồm vocabulary, phần từ vựng. Từ vựng chúng ta sẽ học về các từ liên quan tới những cái địa điểm ở trong một khu phố, places in a neighborhood. Về phần phát âm, pronunciation chúng ta sẽ học về các âm I and E, sounds I and E. Và về phần ngữ pháp, grammar, chúng ta sẽ học về những cái tính từ so sánh hơn, comparative adjectives, ví dụ như là smaller và more expensive thì nó sẽ là những cái tính từ so sánh hơn. Để ví dụ như là smaller thì sẽ mang ý nghĩa là nhỏ hơn này, more expensive thì nó sẽ mang ý nghĩa là đắt hơn. Về kỹ năng, skills, kỹ năng đọc, reading about a neighborhood là đọc về một khu phố. Speaking, kỹ năng nói, talking about a neighborhood, nói về một khu phố. Về kỹ năng nghe, listening about a neighborhood, nghe về một khu phố. Và kỹ năng viết, writing a paragraph to describe a neighborhood, là viết một đoạn văn miêu tả một khu phố. Và về phần tiếng Anh giao tiếp mỗi ngày, tiếng Anh mỗi ngày, everyday English, asking for and giving directions, là hỏi đường cũng như là chỉ đường. Đó sẽ là về những cái lý thuyết, những cái kiến thức chúng ta sẽ học ở bài số 4. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu với phần Getting Started nhé. Ở đây chúng ta có, với chủ đề của phần Getting Started sẽ là Lost in the Old Town, là lạc ở phố cổ. Lost in là lạc ở đâu đó. Chúng ta sẽ cùng nốt lại một vài những cái từ vựng để chúng ta dễ dàng tổng hợp lại sau khi học xong để ôn tập nhé. Và với chủ đề là neighborhood, khu phố của tôi, unit 4. My neighborhood, khu phố của tôi. Và chúng ta có thể nốt lại một từ, đó là từ town, là thị trấn, hoặc là khu phố. Old town mang ý nghĩa là phố cổ. Lost in the old town. Và như thường lệ ở phần Getting Started, chúng ta sẽ có một bài hội thoại. Chúng ta sẽ nghe và đọc listen and read. Và đây thì sẽ là về bức tranh trong cuộc hội thoại ở đây. Đây, một bạn đang chỉ đường, đúng không? Chỉ theo cái bản đồ. Và đây thì chúng ta thấy nó chính là cái ở Đà Nẵng, ở Hội An đây, đúng không? Và hai bạn đang hỏi đường, bạn này thì đang chỉ đường. Vậy thì chúng ta sẽ cùng xem về phần nào của hội thoại nhé. Và bây giờ thì cô sẽ bật băng ngay lần đầu tiên để chúng ta làm quen với tốc độ cũng như là ngữ điệu của các bạn ấy. Và sau đó thì cô sẽ cùng nghe và cùng chữa, cùng nghe và cùng nốt lại những cái từ vựng cấu trúc chúng ta có thể học được nhé. Unit 4. My neighborhood. Page 38. Getting started. Lost in the old town. Activity 1. Listen and read. Wow! We're in Hoi An? I'm so excited! Me too, it's so beautiful! Where should we go first? Let's go to Chua Cao! Well, but Tan Ki House is nearer! Shall we go there first? Okay, sure! First, cross the road, and then turn left! Fine, let's go! Wait! What's up, Fong? I think we're lost. Look, there's a girl. Let's ask her. Excuse me,
Can you tell us the way to Tang Ki House? Sure. Go straight, take the second turning on the left, and then turn right. Thank you. Và đó là về cuộc hội thoại giữa bạn Phong, Nick và Khang, đúng không? Phong, Nick, Khang và một bạn con gái để chỉ đường. Ở đây thì chúng ta sẽ cùng xem nhé. Wow, we are in Hội An. Oh, chúng ta đang ở Hội An. I'm so excited. Tớ thật là, tớ cảm thấy rất là phấn khích, tớ cảm thấy rất là vui. Chúng ta cũng có thể nốt lại cái từ này. To be excited, tính từ excited mang nghĩa là phấn khích này, vui vẻ. Và bạn Nick trả lời, me too, tớ cũng vậy. It's so beautiful. Ở đây thật là đẹp. Where shall we go first? Và chúng ta nên đi đâu đầu tiên nhỉ? Chúng ta có thể nốt lại cái câu hỏi đó, đó là where shall we go first? Where shall we go first? Chúng ta nên đi đâu đầu tiên nhỉ? Đây là một câu hỏi tự hỏi mình cũng như là hỏi các bạn. Và bạn trả lời rằng let's go to chùa cầu. Hãy đến chùa cầu, đúng không? Và Phong, và trong câu này thì bạn Khang bạn đưa ra một cái lời gợi ý, let's go, let's verb. Cái này thì chúng ta cũng học ở các bài trước rồi, đúng không? Let's cộng với verb nó sẽ bằng với what about, how about cộng với verb in, hoặc là cộng với danh từ đều được. Diễn tả những cái gợi ý. Và bạn ý nói rằng wow, but Tân Kỳ House is nearer. Near, nearer. Wow, but Tân Kỳ House is nearer. Nhưng mà nhà Tân Kỳ thì gần hơn. Shall we go there first? Nên là chúng ta có nên đến đấy trước không? Ở đây thì chúng ta sẽ có cái tính từ là near, là tính từ gần. Và trái nghĩa với nó sẽ là tính từ xa, far. Và nó sẽ thường đi kèm với cái dấu từ là from, far from here. Và bạn Phong trả lời first, okay, sure. Và các bạn ấy đồng ý là sẽ đến nhà Tân Kỳ trước, đúng không? Bởi vì nó gần hơn. Và Phong mới chỉ đường là first cross the road. First cross the road. Đầu tiên là băng qua đường. And then turn left. Và sau đó thì rẽ phải. Vậy ở đây chúng ta có thể nốt lại một vài những cái cấu trúc để chỉ đường. Ví dụ như là cross the road là băng qua đường. Turn left là rẽ trái. Vậy rẽ phải thì sẽ là turn right, đúng không? Turn right, rẽ phải. Và sau đó Nick nói rằng fine, let's go. Ok, chúng ta đi thôi. Và Phong sẽ nói rằng wait, nhưng đợi đã. What's up, Phong? Gì thế hả Phong? What's up là có chuyện gì thế? What's up? What's up? What's up, đúng không? Nhưng mà cô đọc nối âm lên thì sẽ là what's up. Có chuyện gì thế? What's up? Có chuyện gì thế? Và bạn trả lời rằng là I think we are lost. Tôi nghĩ là chúng ta bị lạc mất rồi. Thì chúng ta có thể nốt lại cái từ là to be lost, là bị lạc.
Đây là to be phần thứ hai nhé. Mang nghĩa là bị lạc. We are lost. Và bạn Nick mới nói, look, there's a girl, let's ask her. Ô, nhìn kìa, có một bạn gái, hãy hỏi cô ấy đi. Và Phong nói rằng, excuse me, xin lỗi cậu, nhưng mà, thì đây sẽ là cái câu hỏi để bắt chuyện với một người lạ. Khi mà người ta đang đi đường và mình muốn hỏi người ta, muốn nhờ người ta cái gì, thì chúng ta sẽ dùng cấu trúc là excuse me, xin lỗi cho tớ hỏi với. Cho tớ hỏi với, hoặc là cho cháu hỏi với, cho em hỏi với. Excuse me, và nó sẽ là dấu hỏi nhá. Excuse me, can you tell us the way to Tân Kỳ House? Cậu có thể chỉ cho tớ đường tới nhà Tân Kỳ hay không? Thì đây chúng ta có thể nốt lại cái cấu trúc hỏi đường. Can you tell me the way to Tân Kỳ, to somewhere, đúng không? Can you tell me the way to, và cộng một cái địa điểm. Cấu trúc chỉ đường. Cái đối tượng A chính là cái you. Và đây sẽ là ví dụ A là một người lớn tuổi hơn mình. Bác có thể chỉ cho cháu, đúng không? Hoặc là chị có thể chỉ cho em đường tới cái địa điểm này được không ạ? Thì đây sẽ là cấu trúc hỏi đường nhá. Can you tell me the way to? Bởi vì chúng ta sẽ biết rằng là trong tiếng Anh nó sẽ không có cái những cái đại từ nhân xưng, những cái ví dụ như là bác, cháu, đúng không? Mà chỉ là you and me thôi. Còn mấy kia là những cái mà ở ngôi ba, chúng nó sẽ không có ngôi 1, ngôi 2 là ngôi 1 với ngôi 2 là bác, là cháu. Chỉ có ngôi 3 thôi, là người được nhắc tới á. Còn khi mà chúng ta nói chuyện trực tiếp thì chỉ có you and me, you and I. Và bạn ấy chỉ rằng, sure, go straight. Đầu tiên là đi thẳng, đúng không? Take the second turning on the left. Và sau đó thì rẽ bên tay trái, đúng không? Nhưng mà rẽ, ví dụ là ở bây giờ chúng ta có một cái này, một đường nhá, nó có rất là nhiều ngã rẽ, nhưng mà chúng ta rẽ vào cái ngõ thứ hai, đúng không? Bên tay trái, thì đây sẽ là như vậy. Rẽ vào cái đường thứ hai bên tay trái, rẽ vào ngõ thứ hai bên tay trái. Và sau đó thì rẽ bên phải. Thực ra cái turning này thì chúng ta có thể dịch là ngõ này, bởi vì là nếu mà là đã rẽ thì là sẽ phải rẽ vào ngõ, đúng không? Take the second turning on the left. Và chúng ta sẽ cùng nốt lại một chút nhé. Đầu tiên sẽ là go straight, đi thẳng. Go straight, đi thẳng. Và take the second turning on the left. Thì trong một câu này cô có thể thay những cái thông tin như sau. Thứ nhất là cô có thể thay thông tin cái the second này và thay thông tin cái the left. Ví dụ cô muốn nói là rẽ vào cái ngõ thứ ba bên tay phải, thì cô sẽ có thể nói rằng là take the third turning, cái ngã rẽ thứ ba bên tay phải, đúng không? On the right. Và câu này thì chúng ta có thể dịch là rẽ vào ngã rẽ thứ mấy bên tay nào. Left thì là tay trái, right thì sẽ là tay phải, đúng không?
thì đây sẽ là cấu trúc chỉ đường. Bài tiếp theo, cuối cùng thì ba bạn ấy nói lời cảm ơn với bạn mà đã chỉ đường cho mình đúng không? Là thank you. Và đây sẽ là về cuộc hội thoại giữa các bạn ấy. Các bạn bị lạc ở Hội An và các bạn ấy hỏi đường đúng không? Vậy thì cái việc hỏi đường cũng là một việc rất là quan trọng, chúng ta sẽ phải hiểu và phải biết cái cách thứ nhất là hỏi đường, thứ hai là hiểu các bạn ấy đang chỉ gì. Thì bài này chúng ta sẽ học về những cái đó. Và ở đây thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu với yêu cầu của bài số 2 nhé. Chúng ta có yêu cầu của bài số 2 như sau. We have finding the conversation, the sentences used to make suggestions. Là hãy tìm trong cuộc hội thoại những câu nào được sử dụng để đưa ra lời gợi ý. Ví dụ chúng ta có cái cấu trúc đưa ra lời gợi ý đó là let's go to chùa cầu. Let's go to chùa cầu, đúng không? Let's go to chùa cầu thì đấy sẽ là cấu trúc gợi ý. Vậy ở đây vừa nãy cô cũng đã nốt lại một vài những cái cấu trúc như là let's verb mà nghĩa là gợi ý hãy làm gì đúng không? Hoặc là cô cũng có nốt những cái cấu trúc nhưng mà nó không xuất hiện trong bài này. Ví dụ như là what about hoặc là how about. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tìm lại để xem là nó sẽ dùng những cái câu nào nhá. Và trước đó thì nó có một cái gợi ý như sau. Remember, hãy nhớ rằng we can use shall we and let's to make suggestions. Là chúng ta có thể dùng cái shall we hoặc là let's để đưa ra lời gợi ý. Vậy chúng ta sẽ cùng xem này. Bên cạnh cái let's verb đúng không? Let's go to chùa cầu thì bạn ấy còn đưa ra một cái đó là đưa ra gợi ý chính là đây, let's go to chùa cầu là chỗ này. Cô sẽ gạch chân lại nhé. Bên cạnh đó bạn ấy còn nói rằng là shall we go there first? Liệu là chúng ta có nên đến đó trước không? Thì đây cũng là một cái cấu trúc để gợi ý. Và bên cạnh đó thì cũng sẽ có một cái vài cái khác nữa. Suggestions. Đây, chúng ta có là let's ask her, là hãy hỏi cô ấy xem. Let's ask her. Và tiếp theo thì chúng ta, ok, có lẽ là như vậy thôi đúng không? À, đây vẫn còn nữa. Let's go, ok, đi thôi nào. Thì đây cũng sẽ là những cái cấu trúc để gợi ý, đưa ra những cái lời gợi ý, đưa ra cái rủ rê á. Hãy làm gì đó đi, liệu chúng ta có nên làm gì đó không? Chúng ta sẽ thích nốt lại giúp cô nhé. Về bài số 2, vậy yêu cầu của bài số 3 thì sao? Chúng ta có read the conversation again, put the action in order. Là hãy đọc lại cuộc hội thoại một lần nữa và sẽ sắp xếp những cái hành động này theo cho nó đúng thứ tự. Ở đây chúng ta có câu A này. The girl showed them the way to Dunkey House. Và bạn gái thì chỉ các bạn ấy đường tới nhà Dunkey. Câu B, Nick, Khang and Phong arrive in Hội An. Nick, Khang và Phong thì tới Hội An. Câu C, Nick, Khang and Phong decide to go to Dunkey House. Nick, Khang và Phong thì quyết định là đến nhà Dunkey. D, Nick, Khang and Phong get lost. Bạn Nick, Khang và Phong thì bị lạc. E, Phong ask a girl how to get to Dunkey House. Phong hỏi bạn gái, Phong hỏi một bạn nữ làm thế nào để có thể đến nhà Dunkey. Vậy ở trong cái bài số 3 này có rất là nhiều những cái từ mới chúng ta có thể nốt lại như sau. Đầu tiên, show somebody the way là chỉ cho ai được đó đường tới đâu. Đó là một động từ. Show somebody the ways to. Chỉ cho ai đó đường tới đâu. Chỉ cho ai đó đường tới đâu. Bên cạnh đó chúng ta cũng có là arrive in là tới một cái địa điểm nào đó. Kiểu tới nơi á. Arrive in, tới nơi, một động từ. Tiếp theo chúng ta có là decide to verb là quyết định làm gì.
Decide to verb, quyết định làm gì? Quyết định làm cái động từ đó. Bên cạnh đó, câu số 4 chúng ta có là get lost. Get lost là bị lạc, nó sẽ giống với cái to be lost, bị lạc. Get lost, bị lạc. Và tiếp theo là ask somebody cộng với từ để hỏi. Ask somebody how to, làm thế nào để đến, đúng không? Và ở đây chúng ta sẽ cùng đọc lại nhé. Đầu tiên, Phong nói we are in Hội An, I'm so excited. Oh, chúng ta tới Hội An rồi, tôi thật cảm thấy rất là hào hứng. Me too, it's so beautiful. Where shall we go first? Let's go to Chùa Cầu. Well, but Tinky House is nearer. Shall we go there first? Okay, sure. Ở đây, chúng ta tới Hội An rồi, tôi cảm thấy rất là hào hứng. Vậy, cái sự kiện diễn ra đầu tiên, cái hành động diễn ra đầu tiên thì nó sẽ phải là các bạn ấy tới Hội An, đúng không? Arrive in Hội An, nên đáp án B sẽ là cái hành động đầu tiên này. Sau đó, me too, it's so beautiful. Where shall we go first? Tôi cũng cảm thấy rất là hào hứng. Vậy chúng ta nên đi đâu đầu tiên nhỉ? Và bạn Khang đưa ra gợi ý là hay là đến Chùa Cầu đi. Và bạn Phong đưa ra nhưng mà nhà Tân Kỳ gần hơn, nên liệu chúng ta có nên tới đó trước không? Và các bạn ấy đều đồng ý. Ok, sure, đúng không? Nên ở đây thì sẽ là các bạn ấy quyết định là sẽ đến nhà Tân Cầu. Sorry, nhà Tân Kỳ. Và sẽ là đáp án C. Nick, Khang and Phong decide to go to Tân Kỳ House. Và tiếp theo, các bạn ấy dựa theo cái lời chỉ dẫn của bạn Khang là đầu tiên là băng qua đường và sau đó rẽ phải, rẽ trái, đúng không? Fine, let's go. Sau đó các bạn ý đi. Nhưng có một chuyện xảy ra, đó là tôi nghĩ là chúng ta bị lạc rồi. I think we are lost. Nên sự kiện tiếp theo sẽ là các bạn ấy bị lạc, get lost. Và sau đó thì các bạn ấy hỏi bạn gái, hỏi một bạn nữ là thế làm thế nào để đến nhà Tân Kỳ, đúng không? Và bạn nữ chỉ đường. Và đây sẽ là cái thứ tự hành động. Đây, đúng không? Nhìn kìa, có một bạn gái, hay là hỏi cô ấy đi. Và bạn Phong hỏi bạn gái, đúng không? Và bạn nữ đấy đã chỉ đường. Đấy sẽ là về cái thứ tự hành động của bài số 3. Chúng ta sẽ check note lại cái câu trả lời giúp cô nhé. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chuyển sang bài số 4 với yêu cầu của bài số 4 như sau. Find and underline the following directions in the conversation, là tìm và gạch chân những cái cụm từ, những cái mà chỉ đường ở dưới đây trong cuộc hội thoại. Chúng ta có A là turn right là rẽ phải, cross the road băng qua đường, turn left rẽ trái, go straight đi thẳng, và take the second turning on the left là rẽ vào cái ngã rẽ thứ hai ở bên tay trái. Thì chúng ta sẽ cùng tìm nhé. Và cô sẽ underline bằng màu hồng cho nó rõ. Đầu tiên, cô có cái cross the road này. Tiếp theo, turn left. I think we are lost. Và tìm đến cái lời chỉ dẫn của bạn con gái có go straight. Take the second turning on the left and then turn right. Thì đây sẽ là những cái direction, những cái hướng dẫn chỉ đường, đúng không? Mà chúng ta tìm được ở trong cuộc hội thoại. Vậy chúng ta cũng đã biết ý nghĩa rồi. Và bên cạnh đó, sau khi tìm xong thì chúng ta còn một cái nhiệm vụ nhỏ nữa. Đó là nối những cái chỉ đường đó với những cái bức tranh ở dưới đây. Chúng ta có là bức tranh số 1 này thì nó sẽ là thể hiện cái sự sang đường, đúng không? Sang đường, và sang đường sẽ là cross the road. Cross the road. Cross the road. Nên câu số 1 sẽ là đáp án B. Và tiếp theo câu số 2, đây là rẽ bên phải hay bên trái đây? Đáp án sẽ là rẽ bên phải. Rẽ bên phải là turn right. Turn right. Câu số 2, đáp án A, turn right. Câu số 3, chúng ta thấy ở đây là có một đường rất là nhiều ngã rẽ, đúng không? Và bạn ấy, đây là ngã rẽ đầu tiên này, the first turning. Còn đây là ngã rẽ thứ hai, the second turning. Và bên tay trái, đúng không nhỉ? Và đây sẽ là ngã rẽ vào ngã rẽ thứ hai bên tay trái. Đáp án E, take the second turning on the left. Take the second turning on the left. Tiếp theo,
số 4 này chúng ta thấy là đang rẽ bên nào đây? Rẽ bên trái đúng không? Cái này là turn right và cái này sẽ là turn left. 4 will go with C. And what about number D? We have go straight. Là đi thẳng. Đi thẳng. Okay, number 5, go straight. We go with D. Và đây sẽ là đáp án cho bài số 4 nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển sang bài cuối cùng, bài số 5. Bài số 5 thì là một trò chơi, game. Với tiêu đề của trò chơi là Find Place. Find Places. Find Places là tìm những cái địa điểm. Chúng ta có yêu cầu Work in pairs, làm việc theo các cặp. Give your partner direction to one of the places on the map, and he or she tries to guess, then swap. Là chúng ta sẽ làm việc theo cặp và chúng ta sẽ chỉ các bạn chỉ đường cho bạn mình tới một địa điểm trong những cái địa điểm trong cái tờ bản đồ này, và sau đó bạn của mình sẽ cố gắng đoán xem là chúng ta đang đi đến địa điểm nào. Sau khi đoán xong thì sẽ đổi vai, nghĩa là sau đó thì bạn của mình sẽ là người chỉ đúng không, và mình sẽ là người đi và đoán xem là bạn ý chỉ tới đâu. Chúng ta có ví dụ này. Đây, you are here. Chúng ta sẽ nhìn cái bản đồ nhá. Thì chúng ta đang đứng ở đây được chưa? Có đường Lý Thường Kiệt Street này, đường Lê Lợi Street, đường Lê Lợi, đường Quang Trung và đường Lê Hoàn đúng không? Lê Lợi Street, Quang Trung Street và Lê Hoàn Street. Và bạn ấy chỉ rằng là go straight, go straight. Đầu tiên là đi thẳng đã. Take the second turning on the left. Và rẽ vào cái dạng ngã rẽ thứ hai bên tay trái. Ngã rẽ đầu tiên, ngã rẽ thứ hai là rẽ vào đây đúng không? It's on your right. Nó thì ở bên trái, bên phải của bạn là cái này, đúng không? Railway station. Thì nhưng mà bạn ấy lại đoán rằng là có phải là cậu chỉ tới cái gym, cái phòng tập gym hay không? Thì bạn ấy bảo là không, cậu thử đoán lại một lần nữa đi. No, try again. Thì bạn ấy sẽ hỏi thêm là is this railway station? Thì có phải là cái trạm tàu xe lửa không? Ừ đúng rồi, yes it is. Thì ở đây chúng ta có những cái địa điểm như sau. Railway station là tàu, là cái ga, ga tàu đúng không? Chúng ta sẽ cùng nốt lại nhé. Railway station, ga tàu. Railway station, ga tàu. Một xanh tường. Tiếp theo chúng ta có là cinema, là rạp chiếu phim. Rạp chiếu phim. Tiếp theo chúng ta có là temple, là chùa, là đền đúng không? Chùa, temple. Và bên cạnh đó chúng ta có bus stop, là trạm dừng xe buýt. Bus stop, trạm dừng xe buýt. Trạm dừng xe buýt. Và tiếp theo chúng ta có là park, là công viên. Park, công viên. Park, công viên. Park, công viên. Và bên cạnh công viên thì sẽ là cafe, đúng không? Là cà phê. Cafe. Quán cà phê. Và tiếp theo chúng ta có là gym, là cái chỗ tập gym, phòng tập gym. Phòng tập gym. Và cuối cùng chúng ta có là bank. Bank là ngân hàng. Bank, ngân hàng. Ngân hàng. Bank, ngân hàng.
Ok, và bên cạnh đó chúng ta cũng sẽ phải biết cái cách là hiểu cái bản đồ này đúng không? Đầu tiên chúng ta vừa nãy cô có giới thiệu là chúng ta sẽ biết là chúng ta đang ở đâu. Chúng ta đang ở đây này. Ví dụ cô muốn nói rằng là đến chùa đúng không? Thì chúng ta chỉ cần bảo là turn on your left là được đúng không? Và sau khi chúng ta rẽ trái rồi thì người chúng ta sẽ hướng ra đây đúng không? Đây thì sẽ là cái hướng của mình nhá. Đây là cái mắt của mình này. Vậy thì chùa của mình sẽ là bên tay phải đúng không? Turn left and it is on your right. Rẽ bên trái và cái đó, nơi đó thì sẽ là bên phải cậu. Thì nó sẽ chính là chùa. Đối trước chúng ta sẽ hiểu là như vậy. It's on your right. Và cô cũng sẽ giới thiệu cho chúng ta một vài cái nữa. Bên cạnh cái là rẽ phải, rẽ trái thì chúng ta còn có cái là ví dụ khi mà chúng ta muốn nói là diễn tả cái đây cái park xong rồi đến cà phê đúng không? Nhưng mà bây giờ chúng ta muốn đến cà phê nhưng mà chúng ta biết đi như thế nào thì đầu tiên thì chúng ta phải nói rằng là đi qua cái công viên đã đúng không? Và chúng ta nếu chúng ta muốn nói là đi qua thì chúng ta sẽ có thể nói rằng là pass the dot dot dot. Đi qua chỗ nào đó. Go past hoặc là pass đều được. Đi qua cái địa điểm nào đó. Go past hoặc là pass cộng với địa điểm thì sẽ có nghĩa là đi qua đâu đó. Hoặc là chúng ta muốn nói rằng là đi dọc cái con đường này cũng được, đúng không? Thì nó cũng gần giống với cái là go straight. Nếu mà chúng ta muốn nói là đi dọc con đường này thì sẽ là go along this road. This road. Đi dọc con đường này. Đi dọc con đường này. Và bên cạnh đó chúng ta sẽ có là ví dụ là nó thì ở phía trước mặt cậu đúng không? Hoặc là ở góc nào đó. Corner. Ok. Bên cạnh đó chúng ta cũng sẽ nhớ những cái giới từ chỉ địa điểm, ví dụ như là next to là ở bên cạnh đúng không? Hoặc là in front of là ở đằng trước. Vậy ở đây ví dụ là cô muốn chỉ tới ngân hàng thì cô sẽ nói rằng là go straight, đi thẳng, take the turn right đúng không? Rẽ bên phải. Ok, cô đã rẽ bên phải rồi này. And you go past the gym, đi qua cái the gym. And you will, it is on your right. Và nó thì ở bên phải cậu. Đi qua quán gym rồi này, đi qua cái phòng tập gym. Và ở bên phải thì sẽ là ngân hàng đúng không? It is a bank. It is the bank. Và nhớ nhá, đầu tiên là chỉ này. Sau đó gần đến cái đó rồi thì sẽ nói là nó bên trái, nó bên phải cậu hay là nó ở đằng trước đúng không? It is in front of you. It is on your right. It is on your left. Nó ở bên phải cậu, nó ở bên trái cậu, nó ở đằng trước cậu. Hoặc là ví dụ cô muốn chỉ tới rạp chiếu phim thì sẽ là go straight, đúng không? Và cross the road, đi thẳng, xong rồi băng qua đường, đúng không? Băng qua cái chỗ này là băng qua đường rồi. Và nó thì ở bên tay phải của cậu. Nhưng mà băng qua đường, ok, băng qua đường xong cũng được. Hoặc chúng ta có thể nói rằng là đi thẳng xong rồi rẽ trái đúng không? Và nó sẽ ở bên tay phải thì nó sẽ dễ hình dung hơn. Ok. Hoặc là bus stop nhá. You go straight, turn on, take the second turning on the right. Đi thẳng và rẽ vào cái ngã rẽ thứ hai là rẽ vào đường Lê Lợi đúng không? Hoặc là chúng ta có thể nói rằng là turn right on the Lê Lợi Street, rẽ vào đường Lê Lợi, hoặc là rẽ vào cái ngã rẽ thứ hai. And you go straight,
past the park and it is on your left. Đúng không? Đi qua cái công viên và cái đó thì ở bên tay trái của cậu thì là ở cái bus stop, đúng không? Là ở cái điểm dừng xe buýt, hoặc là it is on at the corner, nó thì ở cái phía góc bên tay trái. It is on the left corner, góc bên tay trái. Left corner. Ở đây chúng ta có thể nói thêm. It is on, thứ nhất, on your right, ở bên phải này, ở bên tay phải của mình. On your left, ở bên tay trái của mình. It is it is at the right corner. Nó thì ở phía góc bên phải, nó thì ở phía góc bên trái. Hoặc là it is in front of you, nó ở phía trước mặt cậu. Đó sẽ là một vài cái cách chúng ta gợi ý. Và dựa vào những cái chỉ đường như thế này thì chúng ta sẽ phân tích cái bản đồ này giúp cô nhé. Đó, thì đó sẽ là cái cách chúng ta làm bài số 5 này. Và cô sẽ lấy một cái ví dụ. Chỉ một cái ví dụ thôi, mặc dù vừa nãy giờ cô cũng đều lấy ví dụ đúng không? Nhưng là nói mồm. Thì bây giờ cô sẽ viết ra để chúng ta hình dung rõ hơn này. Đầu tiên cô sẽ miêu tả đến cái chỗ xe... đến cái chỗ ngân hàng nhá. Đầu tiên thì vẫn sẽ phải đi thẳng đúng không? Go straight. Và đến ngân hàng thì là chúng ta dễ phải rồi. Đi thẳng rồi dễ phải. Turn right. Và sau đó là chỗ tập gym đúng không? Past the gym. And it is on your right. Và nó thì ở bên phải của cậu. Thì chắc chắn nó sẽ là bank. Và bạn ấy có thể hỏi là is that the bank? Có phải là ngân hàng không? Đúng rồi đúng không? Thì chúng ta sẽ trả lời rằng là yes it is. Đúng rồi. Còn nếu không thì sẽ là no, try again. Đó sẽ là cái cách chúng ta triển khai bài này nhá. Cũng khá là đơn giản đúng không? Và bây giờ bài số 5 cũng đã kết thúc video ngày hôm nay. Cảm ơn chúng mình đã lắng nghe. Hãy tiếp tục ủng hộ với Jack bằng việc theo dõi các video tiếp theo. Goodbye! Khóa học với Jack. Sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học với Jack.